Tôi đang tham gia một lớp học vô cùng đặc biệt với những môn học khá là độc đáo và cũng rất là nguy hiểm nữa. Và những bạn học viên ở đây thì đều phải tham gia trải nghiệm với những màn như là đi trên những mảnh chai sắc nhọn hay là đi trên những cái bản lên như thế này ạ. Và sau đây tôi sẽ... Bạn thích tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cảm giác của tôi bây giờ thì thật là sung sướng khi mà tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình ạ. Cảm giác của tôi bây giờ rất là sung sướng khi tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình và đi qua được bản tin nhỏ như thế này ạ. Và thật ra thì nó cũng khá là đau và khá là khó khăn, nhưng mà thật ra cảm giác của tôi bây giờ sung sướng thật khi mà đã vượt qua được như thế ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.